Rồi hôm nay mình sẽ khui hộp cái cục sạc Xiaomi 2S 1000 mAh Gen 2 New 2018 của Xiaomi Office Draw. Rồi giờ mình sẽ khui bên đây. Dao này là cái dao ăn, ăn bò bít tết đồ trong nhà hàng. Xe chỉ phòng mà sao nghe tiếng nó nhẹ quá. Nhỏ. Mi. Dung lượng thật là 6500 mAh. Rồi trong đây nó sẽ có cái nơi hội tụ gian hàng của những nhân vật có sức ảnh hưởng, áp dụng cho sản phẩm từ 3 triệu thuộc Shopee Mall. Trả gấp này có cục mướp chống sốc. Rồi mình giờ mình khui hộp cái này. Gỡ ra cũng nặng đó, nhưng mà nhìn mình cầm nguyên cái hộp thì nó hơi nhẹ. Đây. Chấm mi. Mi này mi chìm. Mi chấm cơm này cũng chìm luôn. Mình xài mình tháo này ra. Gỡ ra dán vô đây chơi. Tiếng Trung Quốc không à. Nhìn cũng đẹp. Rồi trong cái hộp này nó sẽ có một cái cổng, một cái dây sạc với một cái hướng dẫn sử dụng. Bây giờ mình sẽ chút cái dây sạc đi. Một cái dây sạc micro USB này mình sẽ sạc thử cái điện thoại của mình. Nó sẽ có một cổng sạc nhanh và cổng sạc thường. Thôi mình tắt nguồn rồi. Nè, nó lên nè. Đó. Đó nó nhảy nhảy thấy không? Đó, nó nhảy nhảy. Rồi. Mình thử sạc cái camera hành trình luôn. Camera hành động luôn. Hành động thì nó của mình nó xài cổng mini USB. Đó. Đang sạc nè. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.
chân thành cảm ơn các bạn.